cũng trồng từ đây mà nó lớn vậy nè con. Cái này đẹp, cái này con trồng nó lâu lên quá. Bắt gì rất hòa, đẹp hết trơn. Từ nay ăn rồi á, chỉ có bọc gì hoa. Mấy đồng mà hả không nha, nó bà nó tốt. Mỗi lần đi mua năm trái. Trời đây mát quá. Nè phải vô cái chậu mà vô lớn rồi. Đúng rồi, nó nó bán chậu. Sao lấy xe mà hơi mệt quá vậy? Mệt con quay đi, mẹ cho lên chủ nền chày nè. Rồi chừng 3 năm nó sẽ là vậy rồi. Dạ, 3 năm sẽ vậy đó. Đẹp quá. Chừng đám cưới Hiếu đem bông lại tặng. Ủa con đi xe gì? Giờ ra không thấy hả? Hèn gì đậu chỗ của Hiếu. Hay là không biết cái gì vậy hả? Cái này Việt Nam CPC đó Ngọc. Không biết cái gì nữa. Đúng rồi. Nó có 5 cái rễ. Nó bị tức á, không biết nóng chắc nóng quá hay sao. Mà được free mà phải không? Cover không? À, bảo hiểm. Bảo hiểm cover không? Bữa nay đi off, bữa nay đi làm hẹn xong rồi nó đi công việc. Giờ chờ bóng tay hả? Giờ bóng tay ta đi làm bóng tay. Ủa, bóng tay nó mở rồi mẹ. Chưa. Cho ly chưa cho. Để bữa nào dắt anh Linh nó qua bên Leon chơi mấy con chó. Còn trò. Hai con kìa, bán hết rồi, còn hai con là qua liền đi đến tập bưng. À. Cho nó mùa Covid mà nó cũng làm. Xạo bà. Ngày cần lúc mình cần gấp nó đâu cho vô đâu, cứ hẹn không mà thôi. Giờ còn hai con mình có màu xám với con bông. Đẹp dữ vậy. Chào. Nào, bữa nay tới ăn cắp bông. Trời ơi, mẹ chồng rồi Tết giờ phải không? Tết giờ. Đó, phải xạo. Phải xạo. Không phải hai cái không? Thôi, cũng được rồi. Giờ chị. Con mai mốt rồi nó cao đó, cái con cắt nè, con cắt xuống. Cắt nhất là được. Sao hôm nay hai vợ chồng làm YouTube biểu tình thì sao lại được không? Cũng được, bị ta biểu tình nhiều. Bây giờ đuổi Facebook cũng khó, thấy chi nhà mới đăng cái gì lên chặn gì nữa. Đúng rồi, bị chặn hết. Nó bị Marshall ngay chỗ đây mới mở, bộ mới mua một xe luôn. Dạ hả? Rồi, con mua mỏ ngoại gì con vô giống như mà con đang bị nước thôi. Ngày qua con xếp hàng ở Rót 3 ngày liền. Ngày nào xếp hàng luôn. Ngày nào xếp hàng, mấy con mẻ gì đó, mua xong rồi giờ về không biết làm gì. Ngày mai đi trả thôi. Lâu quá nó không có cho. Đúng rồi. Tự nhiên nãy đi lên đây nè. Tắt nghiệp nhiều mà mua đồ nhiều vậy. Thích ra đồ mình để nhiều quá, chứ mình trả luôn cho cả. Được chứ. Được, tại vì em thấy đông quá mình chưa có tính cả. Được, được sao hết. Giờ nó bán không còn gì luôn, nó còn mong mình trả lời nữa. À. Nãy đang trên đường xuống, ngó qua thấy Marshall mở cửa, thấy ta ra vô lần ngợp. Ập vô liền cho nó hình. Đi chơi. Rủ ba đi, ba kiểu à. Đi Marshall thấy sao mắt. Không. Rosa là tại vì nó xem rồi nó sẽ lịch sử cho nó ở Burlington, tiếng Anh nó đang chở anh kìa. Burlington đang tặng á, đông quá. Bên nào đó mấy đồ thể thao đó rẻ, có mua mấy quần áo, mua màn thể thao là ở nhà nắng á, không ý nó có, với nhà nghèo.
Trời. Lê ông bye. Lê ông Vũ mà nó nghèo có để giá nữa kìa. Ba người đứng lại chụp tấm hình. Để có để giá 24 là 25 đồng. Rồi kiếm nợ đi. Rồi chụp tấm hình nha. Thank you, thank you. Ờ mai gặp. Còn hai con là mới kêu đem qua chơi đi, qua ẩm về đi. Quá lắm nè, ba. Bây giờ nó bự rồi. Còn một con một xám. Nó xám giống như vậy nè, xám gặp nè. Ồ, thích con trắng mà mất đi hả? Con trắng, hai con thì nó lái 30 tiếng xuống lấy từ bên Pennsylvania, India nè. Lái 30 con, cái đầu nó giống như con cá, là la hán. Em muốn bảo lộc phải không? Phải muốn bảo lộc luôn. Em muốn bán con nào 5.000 hết trơn. Mẹ nói thôi. Bán cho 4.800 à? 4 mấy. Mày muốn bán cho tiền con là con lợn rồi. Thôi nếu mà anh đi rồi nói cho Linh. Mai mốt gì em chờ Linh nha. Ừ. Tại vì thôi ta. Cứ gửi xe đó thì mai lại lấy nha. Để cho anh trai tới đó. Đi hả? Đi qua đây đây. Đổ qua đây đi, tôi gửi xe. Nè, sao thấy giận hờn quá không chi mà cũng mắc mở quét vậy. Ông Hiệp nhầm hay là thấy Nguyễn nhầm mà tôi coi chi mà cũng gắn cái hộp nữa. Nè, có cái mua nè, mua sọ quả, mua nè, có mua xe. Có mấy mà sọ hả mẹ? Trời đất ơi. Ông mẹ muốn đi, ba đi. Gì vậy, muốn ghế hả? Ghế bà. Em gì đó. Bây giờ mình đi mà sầu đi. Nhiều lắm, đi mà sầu đi ngay đây nè. Nghe nhạc không nè. Biết tôi có miếng hùng hay hạp hay là tiền commission không mà ai tôi cũng rủ đi mà sầu với nó. Nhà tôi bữa nay đói là tại bà Leon là tính đi chợ mà giờ bắt đi mà sầu là khỏi đi chợ luôn. Em xin đính chính nha. Bà ở nhà, đây là ông. Ông Leon mà. Rồi, chứ, mà không phải, tại phía Nga nó kêu bà đứa giờ trên mạng cũng kêu tôi không sao đâu. Agency là 12, 18 đồng. Phải mua là nhờ này. Ít mệt rãi, mệt rãi mẹ. Mua thuốc, mua thuốc tập thể dục là tại sao? Tại muốn giống ảnh chứ không phải là cái nghiệp này là đầu thai mới không. Cái vỏ này mua nhiêu? Vỏ này không biết nhiêu, có mười mấy bạc hà lộc nha. Đồ hiệu. Anh đã mua đồ hiệu. Đó, nè, đồ hiệu. Mà này là mua bữa rồi. Vậy là nhẹ nhàng lắm anh đi ơi. Ê, chừng hơi bông. Không, cái này nguyên đến nghe nhẹ lắm. Nè, đó, mẹ không mua biết mua cái gì luôn. Cái bàn này mua Woodwheel, cái bàn này mua Woodwheel. Cái áo của ông bà design cho Dior đó là Black Lives Matter hả? Sao bận áo Black Lives Matter vậy? Ba em là Mỹ Đen. Thiện quá. Nhưng anh ta nói kỳ thị nha. Ủa, ba Mỹ Đen mà sao kỳ thị được? Ba em Mỹ Đen. Má em lấy mì trắng. Thôi ngồi đi. Để ra em. Ba mì đen má em lấy mì trắng để ra em. Không kỳ thị thế chứ. Tính tình gì cũng có đó. Em gốc Việt Nam. Rồi vậy đi. Bye. Hello, xin kính chào quý vị. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay được đi một vòng Marshall ha, mà đông quá cho nên mình không có len lỏi, mình đi được nhiều chỗ, mình mất thời gian mà rảnh rỗi nhiều hơn ha. Nó từ từ nó vắng lại á. Hồng Loan sẽ đi vào chi tiết detail, nhiều khi nó có những cái đồ mà có những cái Marshall quý vị, nó sale đồ giống như là cỡ như là Gucci, Versace, Dolce & Gabbana có đủ luôn. Đó, mà rẻ nên, cực kỳ quý vị. Giá sale rất là rẻ thì hôm nào vắng vẻ bắt đầu tình hình nó bình ổn lại đó rồi Hồng Đan sẽ giới thiệu đến quý vị thêm nữa. À hôm bữa có hứa là đi Ross ha mà chưa đi được, tại vì Hồng Loan nghe nói Ross đồng là mình không chen chân lọt với người ta. Khoe nè, mới cái nón mới mua. Trời ơi, đội liền luôn vậy đó. Nãy giờ Linh nói ba đội nón giống ông ngoại. Giống ông ngoại. Ông ngoại giờ trẻ lắm rồi, ba đội đi chắc nhìn ba lớn hơn ông ngoại thì có. Không dám đâu. À, nhưng đây thì cũng xin
gửi đến quý vị cái tình hình bệnh của nước Mỹ ngày hôm nay. Sáng sớm của ngày thứ Tư 10 tháng 6, ca bệnh là 2.045.715, số người mất là 114.151 và số người được chữa khỏi là 788.881. Là gió quá ha. Mình Loan có xem tin đó, thì mình có thấy là ca bệnh ở những nơi biểu tình đó, là nó bắt đầu nó tăng lên đó nha quý vị. Và ở riêng ở New York đó, thì ông thống đốc New York ông kêu gọi những người đi biểu tình đó, nên đi xét nghiệm coronavirus. Tại vì bệnh đó nó vẫn còn, nhưng mà hình như bắt đầu người ta hết sợ rồi. Và người ta cảm thấy thấy feel comfortable khi mà đi ra ngoài, mặc dù là vẫn còn bệnh, là bởi vì cái số người chết thì nó giảm rất là nhiều. Một ngày thì khoảng 800-900 người mất đi, và phần lớn những cái người mất đó là những người mà có tiền sử bệnh và những người lớn tuổi thì nhiều, cho nên bây giờ người ta cũng giảm bớt, người ta không có sợ nhiều nữa. Nhưng mà cái vấn đề là người ta có gọi 911 không? Nhiều khi người ta bị bệnh còn người ta có gọi 911 nữa không? Gọi có ai để đón người đó nữa không? Tại vì mấy ngày nay họ đi chống những cái người cảnh sát, những cái người mình làm gì mà cho chính phủ đó. Bây giờ không biết là họ có mặt mũi nào mà để gọi những cái người đã để cứu họ không? Không biết. Nhân đây thì cũng nói thêm một cái chuyện nữa mà làm cho mình bức xúc về cái vấn đề mà cái vụ mà đám tang của anh George Floyd á. Mình không có nói về ảnh gì nữa hết, mà mình nói về những cái nhà lãnh đạo, những cái nhà cấp cao á. Tự nhiên cái nguyên một nhóm những cái nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ quỳ xuống 8 phút 46 giây. Đó là cái thời gian mà George Floyd đã bị người cảnh sát đè lên cổ. Và để tưởng niệm cho anh này, một người đã vào tù ra khám nhiều lần, chứ không phải là một vị anh hùng của dân tộc. Thấy bực bội sợ luôn. Có một cái nhiều khi Hồng Loan nói gì không biết quý vị có ghét Hồng Loan không nha. Hồng Loan nói thiệt á, mình thôi đừng có ghét Hồng Loan, tại vì thấy bất bình, mình thấy chuyện bất bình thôi. Giống như là có một số nhà nghiên cứu họ xét nghiệm là cái video mà của anh George Floyd lúc mà bị cảnh sát bắt đó quý vị, thì họ quay cận cảnh được cái khúc mà cảnh sát còng tay ảnh đè ảnh xuống đó, thì cái tay của ảnh nó quăng ra ngoài một cái gói nè, cho quý vị xem luôn. Hồng Loan đưa cho quý vị xem luôn ha. Là khi mà đưa ảnh đứng lên đó, nếu quý vị coi đứng lên thì khi mà cảnh sát vừa nhấn ảnh xuống đó, thì người ta zoom in vô cái tay thì thấy cái tay của ảnh thả ra một cái gói màu trắng. Và họ nói nó là cái hàng trắng heroin. Ảnh thả xuống thì khi mà ảnh thả xuống thì nó còn nằm méo ngoài vậy nè. Quý vị nhìn đi, khi ảnh giả bộ nghiêng người xuống, ảnh lấy cái cùi chỏ của ảnh đó, ảnh đẩy cái đó, ảnh đẩy nó sát vô trong. Thì chắc có lẽ lúc đó cảnh sát cũng không để ý. Thì khi mà cảnh sát đi rồi là ngay nơi đó là vẫn còn một cái gói hàng trắng nằm ở chỗ đó, một cái gói nhỏ xíu thôi. Thì có thể là ảnh dùng cái đó chứ không phải ảnh là người buôn ma túy. Nhưng mà cái lượng đó là dùng thì cũng đâu có nhiều vậy. Thì nó là một gói vậy nè. Và những cái chuyện mà gây ra đối với cảnh sát trong những ngày qua, nào là đòi giải tán cảnh sát, nào là đòi cắt lương để mà đưa cho những cái thành phần khác, thì vào ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã hứa là duy trì ngân sách cho cảnh sát tại Mỹ, với những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc cắt giảm ngân sách của lực lượng thi hành pháp luật. Các cuộc biểu tình tại Mỹ đang yêu cầu chấm dứt nạn bạo hành của cảnh sát, và ông nói là sẽ không có chuyện cắt bớt ngân sách và sẽ không có chuyện giải tán lực lượng cảnh sát. Ông đã khẳng định cái điều đó. Và ông còn nói là chúng ta muốn đảm bảo không có bất cứ người xấu nào trong lực lượng này, nhưng 99% những người này là những người rất tốt và làm những công việc phá kỷ lục. Có nghĩa là ông không có nói là cảnh sát là tốt 100%, nhưng mà cảnh sát tốt 99%, có nghĩa là 1% trong đó là có những người không tốt. Thì tại sao mà vì cái 1% đó mà 99% còn lại họ phải lãnh cái hậu quả của cái 1% mà người xấu đó làm?
cái gì cũng phải có công bằng hết. Và mấy ngày hôm nay á, thì ở trên mạng á, người ta cũng đang là phẫn nộ về cái vấn đề mà cái người cựu cảnh sát mà làm việc cho cái tiệm cầm đồ mà đã bị bắn chết á. Thì khi mà ông nghe cái tiệm có chuyện bạo động thì ông tới, thì ông vừa mới đến nơi, ông chưa kịp làm gì hết, thì ông bị cái người tên là Stephen Cannon, 24 tuổi, chuyện nó xảy ra ở San Luis, thì người đó lại đã bắn chết ông. Và hiện giờ bây giờ cái anh chàng mà Cannon Stephen này á, là đang bị buộc tội giết người cấp độ 1, trộm cướp cấp độ 1, trộm cắp cấp độ 1, có vũ trang và phạm tội sở hữu súng. Đó. Có được bao nhiêu người đứng lên mà đòi dành công lý cho cái người cựu cảnh sát này mà, người cựu cảnh sát này cũng là người da đen. Mà lưu ý nha, người cảnh sát này là người da đen, mà cái anh giết cũng là người da đen. Đó, quý thấy đó. Có một câu chuyện xảy ra 23 năm về trước. Thì có một bé gái 4 tuổi trong cái khu phố đó đó, thì đứa bé gái đó bị hãm hiếp và bị giết chết. Và sau khi lấy cảnh sát lấy khẩu cung của người mẹ cũng như là điều tra ở cái khu xóm đó đó, thì đã nghi ngờ một cái người đàn ông. Ông này lúc đó thì ông mới có 20 mấy tuổi thôi. Người đàn ông đó tên là Walter. Và điều tra rồi cũng vì cái lời khai của người mẹ là cái người này cũng hay đến gặp gỡ rồi hay khen con gái đẹp dễ thương rồi này nọ đó, thì là nghi ngờ anh chàng này, bắt anh chàng này về. Và cuối cùng anh chàng đã bị buộc tội là tử hình vì cái tội giết trẻ em và hãm hiếp trẻ em. Anh ấy mang cái tội tử hình, nhưng mà không hiểu sao đến giờ thì vẫn chưa tử hình ảnh. Ở bên Mỹ mình không có luật tử hình. Có nghĩa là kể từ đó, cái chuyện đó là 20 mấy năm về trước thì mình lúc không đó, biết cái lúc đó thì luật đó là sao. Và đó, những cái chứng cứ nó không có rõ ràng, là không có DNA cũng như không có máu cũng như không có cái gì của cái anh này mà dính dáng đến đứa bé hết. Nhưng mà giống như là những cái môi trường xung quanh nó tạo nên cái tội cho anh chàng này. Và anh chàng này cũng đã ký nhận cái tội là như vậy. Thì ngày hôm qua anh ấy đã được trắng án và được thả ra. Là bởi vì từ đó cho đến bây giờ thì luật sư của ảnh cũng liên tục đi tìm kiếm những cái bằng chứng để mà cho thấy anh này vô tội. Thì sau một khoảng thời gian, và cái người mẹ đó tự nhiên bây giờ bà lại nói: thật sự bây giờ tôi khai sự thật là tôi không nghĩ là người đàn ông này là giết con tôi. Thì bắt đầu người ta phải mở ra cái cuộc điều tra lại. Và cuối cùng là anh này trắng án. Bây giờ quý vị thấy không, 23 năm mà quý vị biết á, ở tù vì cái tội mà đụng tới con nít á, trời ơi, kinh khủng lắm. Là vô đó là bị nó ăn hiếp, nó đánh đập dã man lắm. Còn chưa tính là bị hãm hiếp nữa. Cái tội mà bị hãm hiếp ấy là vô trọng, là họ tra tấn là một cái chuyện là kinh khủng lắm. Mà đằng này là trẻ em nữa, thì cái tội nó dồn tội. Coi như là 20 mấy năm là anh này phải gánh chịu biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Đúng rồi. Đó. Và mà khi mà được thả ảnh ra đó, Hồng Loan đưa quý vị xem cái hình, cái hình anh ấy hồi xưa và cái hình ảnh bây giờ, mình nhìn thấy tội nghiệp quá. Và ổng ra thì ổng không hề, khi mà phỏng vấn ổng không hề nói gì về cái vấn đề là ổng tức hay là cái gì. Ổng chỉ trả lời rất là điềm đạm, ổng nói bây giờ tôi chỉ muốn cái thời gian còn lại của tôi được sống với lại gia đình, những người thân yêu của tôi. Nhưng mà chắc chắn là họ phải đưa ra phải thưa, phải đòi bồi thường cho mấy chục năm trời ở trong tù của người ta. Đúng rồi, thường là phải có sự bồi thường đó. Đây cũng là một cái chuyện mà ông này là người da trắng, không có sự công bằng ở đây nữa. Chứ không lẽ cứ mỗi lần đụng tới là biểu tình bạo loạn, mỗi lần có chuyện là biểu tình bạo loạn sao? Cái chuyện này là cũng quá đáng thương luôn. Thì ai cũng biết điều này, mà cái biểu tình này nó chỉ cái nó lợi dụng cái việc này để mà nó biểu tình, nó hai cái đảng phái nó ấy với nhau thôi chứ.
hơi chia sẻ đến quý vị một cái câu chuyện ha, mà mình thấy mình cũng rất là bất bình, nhưng mà có ai đứng lên để mà kêu gọi biểu tình cho anh chàng này không? Thì chỉ có gia đình anh đứng ra để mà đưa ra cái pháp luật về cái điều này, chắc chắn là phải bồi thường cho anh. Bây giờ thì Hồng Loan không nói về chính trị, nhưng mà có một điều này mình thấy mình rất là mắc cười, muốn chia sẻ với quý vị ha. Ngày xưa thì người ta hay nói là ở Việt Nam mà cái cột điện biết đi thì nó cũng đi qua Mỹ, nhưng mà ngày hôm nay thì ở Mỹ mà cây cột điện mà biết đi là nó cũng sẽ về Việt Nam. Nhiều khi một câu nói chơi của người ta nhưng mà nghe nó hơi không đúng lắm, thì nghe nó mắc cười, nghe nó mắc cười. Và dân mạng họ đã làm thành một cái bức hình nè, chia sẻ cho quý vị xem á, Tổng thống Trump là kêu gọi mọi người á, là phải coi chừng là những cái cây cột điện nó sẽ đi. Lộc có lên mạng thì mấy người bạn trên mạng ta nói là Tổng thống Trump đã ký lệnh nghiêm cấm xuất khẩu cột điện ra nước ngoài. Gửi đến quý vị một cái hình ảnh vui chút xíu nha, không bàn chính trị ở đây. Ok, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay thì relax chút xíu với gia đình Loan ha, và chúc tất cả chúng ta một ngày thật là vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công. Những ước mơ gì trong ngày hôm nay sẽ được thành công. Lập chút hay Nói lại đi. Ước mơ sẽ được thành công. Ok, cứ mơ đi nha. Hiện nay ai muốn gì mơ đó là lập chút rồi đó, được thành công đó. Chào tạm biệt quý vị. Ngày nào cũng chúc mà không biết chúc. Hết cái chúc rồi, bây giờ chúc nha. Mà nói lại đi mà kỳ lắm. Nhưng sao đâu, vui mà. Mày chúc lại đi, nhưng mà nãy nói vui được rồi. Kính chúc quý vị lúc nào cũng tinh thần cũng lạc quan, yêu đời, và một tương lai lúc nào nó cũng tươi đẹp hơn ha. Chào tạm biệt quý vị. Bye bye. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện. Tôi kiếm được con già đi. Bắt luôn. Là trong bộ phim này. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, cũng mới đâu chú. Cái bên chỗ cũ.